Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý trong chương mục của số 4 phương. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, một nhóm nhà điều tra Hà Lan đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia để thu hồi các mảnh vỡ của máy bay ở miền đông Ukraine và gửi về Hà Lan để tiến hành điều tra. Cách đây vài ngày, công việc ban đầu đã bị trì hoãn do những bất ổn về an ninh tại khu vực hiện trường tai nạn. Trong khuôn khổ cuộc điều tra về nguyên nhân cũng như quá trình xảy ra vụ tai nạn, Ủy ban An toàn Giao thông Hà Lan dự định sẽ tái tạo lại một phần của chiếc máy bay này để điều tra nguyên nhân và quá trình xảy ra vụ tai nạn. Vào ngày 10 tháng 11, Hà Lan đã tổ chức lễ tưởng niệm quốc gia cho 298 người đã thiệt mạng trong chuyến bay MH17. Gần 4 tháng sau thảm họa, khoảng 50 gia đình các nạn nhân vẫn chờ đợi trong đau đớn để có đủ các phần thi thể người thân của mình để tổ chức tang lễ. Trong khi đó, 9 nạn nhân trên chiếc máy bay Boeing 777 gặp nạn hoàn toàn không tìm thấy một phần thi thể nào tại hiện trường của vụ tai nạn.